Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác tiếp tục quay trở lại với đồ gỗ cao cấp Sáng Trang. Hôm nay em Sáng chia sẻ tới các bác một trong những siêu phẩm, một tác phẩm đồ gỗ nội thất. Đây là một trong những siêu phẩm có 102 các bác nhé. Đây là một trong những bộ minh đế được cơ sở đồ gỗ Sáng Trang làm trên nền tảng, đó là chất liệu gỗ cẩm lai. Nhưng có một cái điều đặc biệt hơn nữa, cùng là gỗ cẩm lai nhưng mà bộ này là bộ cẩm lông chuột các bác nhé. Đó, em Sáng tuyển chọn những cây gỗ mà có cái vân giống lông chuột, em Sáng đưa vào một bộ như thế này để tạo lên một cái dòng sản phẩm mọc dị độc các bác nhé. Đó, tại sao em Sáng gọi là mọc dị độc, có nghĩa là gỗ có 102 các bác ạ. Ở cái dòng sản phẩm này thì kiếm gỗ vô cùng khó khăn các bác ạ. Em Sáng phải lựa một năm trời vừa rồi mới xong được bộ này. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà em Sáng nghĩ là nó không dành cho số đông. Nếu quý vị anh chị em nào hiểu sâu về các dòng nội thất, đặc biệt là cẩm lông chuột, thì các bác có thể xem trực tiếp video qua kênh YouTube đồ gỗ Sáng Trang để hiểu sâu hơn về những dòng sản phẩm mà em Sáng làm các bác ạ. Và với vẫn với những kiểu dáng vô cùng đẹp, nhỏ gọn, thanh tao, minh đế là một trong những sản phẩm em Sáng vẫn gọi là đẳng cấp của đế vương các bác ạ. Và điều đặc biệt hơn nữa, cùng là một bộ minh đế như được cơ sở đồ gỗ Sáng Trang làm trên các nền tảng gỗ khác nhau, nó sẽ tạo nên cái giá trị khác nhau các bác ạ. Nhưng như cái bộ trước mắt quý vị anh chị em đây, thì đây là một trong những dòng sản phẩm nói chung là có lẽ sẽ không còn những dòng sản phẩm như thế này trong tương lai nữa. Thế nên quý vị anh chị em nào, em vẫn khuyên rồi, có điều kiện tài chính, các bác biết chơi đồ, các bác có thể chơi những bộ sản phẩm như thế này, nó sẽ là một trong những cái đẳng cấp, giá trị trường tồn mãi mãi theo thời gian các bác ạ. Và đi sâu hơn về cái dòng sản phẩm cẩm lông chuột này, thì em Sáng xin thưa quý vị anh chị em, với mỗi một cây gỗ, tính chất gỗ nó đều có những cái vòng vân khác nhau. Và đặc biệt những cái sản phẩm cẩm lông chuột nó không phải là cây gỗ có nhiều. Đây là một trong những cây gỗ nó bị biến dạng. Nói chung là những cây gỗ bị không bình thường các bác ạ. Thế nên nó mới tạo lên những cái quầng vân đẹp như thế này. Và cái dòng sản phẩm này em Sáng xin thưa quý vị anh chị em, nếu các bác có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 081 703 5555. Và với dòng cẩm lông chuột thì kiếm cái hàng xương đã vớt các bác nhé. Ví dụ như cái tay này, cái đố này, cái khung chanh này, cái chân này, kiếm đã vớt rồi quý vị anh chị em ạ. Và điều đặc biệt hơn nữa, sản phẩm này được cơ sở bên em làm trên nền tảng, đó là ván liền một cây các bác ạ. Đây các bác để ý này, ván một miếng này, vân cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái dòng sản phẩm này mà kiếm được những tấm ván này là không phải có nhiều đâu quý vị anh chị em ạ. Em Sáng nói thật quý vị anh chị em luôn, kiếm cả năm trời có duyên thì mới kiếm được các bác ạ. Bởi vì nhiều khi anh em có gỗ người ta cũng không bán. Thế nên là trong giới chơi đồ thì em Sáng vẫn nói rồi, em Sáng làm rất nhiều, nhiều khi anh em có những cái gỗ đẹp, em Sáng vẫn nói mọi người rồi, có duyên thì để lại cho em Sáng, để em Sáng làm nên những siêu phẩm để lại cho đời các bác ạ. Và với một dòng sản phẩm này, minh đế bên em Sáng làm thì có thông số kỹ thuật 6250 các bác nhé, 6250. Đó, cái dòng sản phẩm này khi nào full nốt lên nó mới nổi các bác ạ, full nốt lên. Và đặc biệt nếu quý vị anh chị em có yêu cầu, em Sáng tẩy ra thì cái quầng vân nó cần nổ hơn nữa các bác ạ. Đó, các bác cảm nhận này, quá tuyệt vời luôn. Từ những thanh, những cái đố, những cái cột, tất cả mọi cái đều là tuyển chọn những cái cẩm lông chuột đẹp nhất, xuất sắc nhất dành cho bộ ghế này. Đây là một trong những siêu phẩm cuối năm 2023, khép lại một năm rất nhiều các tác phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp của đồ gỗ Sáng Trang làm lên phục vụ quý vị anh chị em. Và trên nền tảng chất liệu gỗ cẩm lai thì em Sáng vẫn nói rồi, cẩm lông chuột là một trong những phân khúc hàng VIP nhất các bác nhé, hàng VIP nhất. Và trong cái giới chơi đồ thì mọi người săn lùng cái dòng gỗ này rất nhiều. Thường thường cái dòng cẩm lông chuột này thì các bác săn, các bác chỉ tiện được những cái vòng, những cái hạt thôi các bác ạ. Đó, thì những cái cây gỗ đẹp như thế này thì em Sáng cứ tích dần theo thời gian. Và trong quá trình mình mua gỗ có những anh em nhã ý người ta để lại cho mình, bởi vì không phải lúc nào cũng có các bác ạ. Và đặc biệt bộ này thì được đồ gỗ Sáng Trang làm từ trong ra ngoài đều là cẩm lông chuột hết các bác ạ. Đây các bác ngắm cho em Sáng này, đó cái mặt đôn này rất tuyệt vời, ba tấm ván các bác nhé, ba tấm ván đó, hai tấm ván mặt này, một tấm ván đôn này, tất cả đều trên cùng một cây gỗ. Và tất cả bốn cái khung tranh này, thế khung tranh đôn các bác này. Đó, cái hay của cẩm lông chuột đó là gì, nó tạo lên những cái quầng vân đặc biệt, nó dị các bác nhé, gọi là mọc dị độc. Em Sáng nói rồi, đây là phân khúc và không bao giờ xuất hiện bộ thứ hai. Nếu xuất hiện bộ thứ hai thì cái kiểu quầng vân nó xác, nó sẽ khác, nó không thể giống được. Thế nên em Sáng vẫn nói mọi người là chơi đồ gỗ thì các bác, những người đi sâu vào đồ gỗ mọi người mới hiểu được những cái giá trị mà cơ sở người ta làm lên. Săn lùng những loại gỗ quý các bác ạ. Bởi vì những loại cẩm lông chuột này khi các bác mua nhé, em thật quý vị anh chị em, các bác mua những cái vòng nó đã đắt rồi. Thế nên là để tạo lên một cái siêu phẩm như này thì nó phải đòi hỏi có thời gian các bác ạ.
phải có thời gian. Đây em sáng xin phép em sáng ngửa cả gầm ghế lên để quý vị anh chị em biết được cái chất mà gỗ sáng sang đưa vào dòng sản phẩm này các bác ạ. À. Đó. Các bác thấy này, trong ngoài như một con nhé, trong ngoài như một. Đó. Mặt dưới thì là hai thang hét. Đó, hai thang hét kẹp chạy vào tất cả những cái mộng mạng bên đồ gỗ sáng trang làm. Thì đây là cái phân khúc em sáng làm xuất khẩu thị trường Bắc Kinh dành cho những ông chủ cực kỳ lớn, cực kỳ VIP luôn. Nếu quý vị anh chị em nào có nhà ý có thể liên hệ trực tiếp hoặc là đặt hàng. Những bộ như thế này thì em sáng không bao giờ em sáng dám nhận quý vị anh chị em trước nhé, trừ khi có gỗ sẵn. Đó, những bộ như này em sáng không muốn nhận hàng đặt đâu. Nếu quý vị anh chị em mình có nhu cầu, các bác có thể liên hệ sớm trực tiếp để em sáng nhặt gỗ các bác ạ, theo thời gian. Bởi vì những dòng sản phẩm này không phải lúc nào có mặt trên thị trường các bác ạ. Thế nên em sáng nói quý vị anh chị em là có những dòng sản phẩm, có những loại gỗ nó phải có thời gian mới kiếm được các bác ạ. Thế nên là khi các bác chơi những dòng sản phẩm này, em sáng nghĩ đây là một trong những phân khúc hàng VIP nhất trên thị trường các bác ạ. Quá tuyệt vời luôn. Trong giới chơi đồ thì các bác sẽ hiểu sâu về dòng cẩm lông chuột, bởi vì đây là một trong những loại gỗ cực kỳ quý luôn các bác ạ. Cực kỳ quý luôn, cẩm lông chuột nó như là lưu, nó gần như là lưu rồi các bác ạ. Đó. Mà những cây gỗ cẩm lông chuột này thì nó chỉ xuất hiện ở những cái cây gỗ cẩm lai. Đấy, hàng bìa các bác nhé, hàng ngoài bìa, hàng dốc, có nghĩa là những cây gỗ mà bản thân nó sinh trưởng trong môi trường khó khăn. Đấy, nó tạo lên những quần vân, vòng vân đặc biệt. Và cái hay của cẩm lông chuột, nó là một trong những cái những cái lu nhỏ này các bác này. Đấy, nó những con lu nhỏ này. Các bác tìm hiểu sâu thì các bác có thể biết là cái dòng cẩm lông chuột này các bác có thể kiếm ở những cái vòng đeo tay, những đồ trang sức nhỏ, những cái con tiện nhỏ, như để tạo nên một bộ minh đế như thế này, đẳng cấp như thế này thì nó không có nhiều trên thị trường. Đó, nếu các bác có nhu cầu tìm hiểu sâu về dòng ghế như này, các bác có thể qua trực tiếp đồ gỗ sáng trang, có địa chỉ tại khu vực làng nghề đồ gỗ Kim Thiều, Hương Mạc, Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Linh. Em sáng rất tự hào là một trong những người con làng nghề và làm rất nhiều các dòng nội thất Trung Hoa cao cấp, với mỗi một cái tác phẩm đồ gỗ đều là một sự tâm huyết của đồ gỗ sáng trang các bác ạ. Đây các bác để ý này, từ những cái vách như này này, đó, những cái vách như này bên em sáng làm là toàn là một cây gỗ hết các bác ạ. Đó, nó hay chỗ, hay ở chỗ đó và giá trị ở chỗ đó các bác ạ. Bởi vì minh đế thì các bác mua đồ các bác cũng biết rồi, đồ gỗ sáng trang thì làm rất nhiều các phân khúc hàng đó. Và đây là một trong những cái dòng sản phẩm, một tác phẩm đồ gỗ nội thất quá tuyệt vời luôn các bác ạ. Và bộ này nếu quý vị anh chị em có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 081 703 5555 để được em sáng tư vấn báo giá tận xưởng các bác nhé. Và xin cảm ơn tất cả những vị khách tuyệt vời của đồ gỗ sáng trang trong năm 2023 đã luôn đồng hành cùng cơ sở bên em và tin tưởng dùng rất nhiều các sản phẩm đồ gỗ sáng trang với tinh thần trách nhiệm của một người con làng nghề, với mong muốn làm rất nhiều các tác phẩm đồ gỗ đẹp. Và em sáng mong muốn cuối cùng của mình là gì? Những tác phẩm đồ gỗ sáng trang là một trong những dòng sản phẩm mà em sáng muốn để lại cho đời các bác ạ. Thế nên là em hy vọng tất cả những mọi người mua đồ của em sáng hiểu sâu về những giá trị mà em sáng mang lại cho quý vị anh chị em. Quý vị anh chị em sẽ biết được những cái dòng sản phẩm này nó không phải sống ở một đời người các bác ạ. Nó sẽ là những dòng sản phẩm trường tồn mãi mãi theo thời gian. Và em xin trân trọng cảm ơn. Chào thân ái.